Hello, hello. Xin chào các bạn. Đây là Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay, Diễn Thuận lại trở lại để mà cung cấp những thông tin thú vị cho các bạn uh, trong đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ này. Và các bạn cũng đã thấy rồi, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đã lại tiếp tục là một màu đỏ. Chúng ta thấy được chỉ số uh, Dow Jones và S&P 500 nên thì kết thúc là xuống hơn 1%. Chỉ số Nasdaq đó thì xuống ít hơn một chút xuống 0.6% nhưng mà lại tiếp tục là một màu đỏ nữa. Tại sao thì chia sẻ với các bạn và một trong những yếu tố quan trọng đó chính là chỉ số DXY vẫn tiếp tục tăng lên. Và có những thông tin thường sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn một lát nữa Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là ngoại trừ chiến uh, khoán Hoa Kỳ ra đó Chúng ta nhìn vào vàng hôm nay đó cũng đã đi xuống thêm nữa Sau khi mà hộp lại một chút như các bạn thấy được bây giờ mức là 1637 Chúng ta đang nắm níu cái mức là 1.600 đô cho một ounce vàng và dầu thì sao? Dầu đó thì xuống thêm các bạn thì được dầu hôm nay đã xuống dưới 80 đô ở mức là 77 đô cho một thùng dầu đây hợp đồng mới nhất và đó là chúng ta muốn thấy dầu tiếp tục đi xuống tại vì dầu ảnh hưởng lớn tới phần trăm lạm phát và chúng ta bây giờ thì muốn phần trăm lạm phát được quản lý để phát bớt thằng lãi suất lại nhưng mà tôi chia sẻ thêm với các bạn về những thông tin các bạn cần phải lưu ý trong tuần này nhưng mà các bạn có biết là thị trường mà không xuống hôm nay là thị trường nào hay là không đó chính là crypto các bạn sẽ thấy được là crypto ngày hôm nay đó chúng ta sẽ nhìn thấy được là BTC bây giờ mức là 19.795 Ethereum đó thì tuy đã xuống nhiều sau khi hiện tượng đã merge nhưng mà hôm nay cũng đã tăng lại được khoảng chừng là 5% ở mức là khoảng mươi chín. À, và hôm nay đó các bạn thấy được crypto không đi xuống cùng với chứng khoán mà lại tiếp tục hồi phục và hiện bây giờ đó pre market thì ra sao hiện bây giờ đó pre market chứng khoán thì đỡ một chút chúng ta nhìn thấy được là những cái chỉ số futures như là Dow futures, S&P futures và Nasdaq futures đó cũng tăng khoảng trên là 0.6, 0.7. Thì trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết nói về thông tin này cũng như là thông tin liên quan tới đồng bảng Anh đó, ngày hôm nay đã xuống cái mức thấp nhất kỷ lục từ trước tới bây giờ đã trong lịch sử so với đồng đô la tại sao vậy Thường chia sẻ với các bạn cũng như là chúng ta sẽ nói về uh, Terra classic như bạn có thấy là hôm nay đã giá cả lại tăng lên nữa thì chúng ta sẽ nói về thông tin đó cũng như chúng ta sẽ nói về những thông tin thường lệ trong ngày thứ hai nhưng mà trước hết á, thì ngày hôm qua thường có làm một cái video liên quan đến làm sao để các bạn có thể claim đồng uh, ETHW khi là đồng Ethereum proof work sau khi mà Ether chuyển thành Proof Stake thì cũng có một đội đã tách đồng này ra thành một chuỗi mới. Thuận đã làm một video chia sẻ hôm qua với các bạn làm sao để các bạn có thể claim nếu các bạn sử dụng ví MetaMask, sử dụng cái ví Ledger hay là sử dụng cái ví Ledger thì có một số câu hỏi chung. À, nhiều bạn hỏi Thuận là nếu như mình xài một cái ví khác không phải là cái ví MetaMask và không sử dụng Ledger Zero thì làm sao để lấy? Thì các bạn cần phải Google cái ví các bạn, sau đó các bạn Google cái tên ví và claim ETSW để xem coi cái ví các bạn đang sử dụng có hỗ trợ hay là không như bạn hỏi thuận là mình đang lưu trữ sàn xyz gì đó mà không có được trả đồng ETHW này tại sao vậy thì cái đó các bạn cần phải nói chuyện trực tiếp với lại support của sàn những sàn lớn đó, như chúng ta nói tới à, sàn binance nghe nói sàn ftx cũng như À, là sàn Bybit thì đã trả rồi Và một số bạn hỏi thường đó thì mình claim như vậy đó an toàn hay là không Thì điều các bạn nên hiểu đây đó là bây giờ các bạn có thể claim được sử dụng cái ví Ledger Nhưng mà Ledger cũng đã nói rất rõ ràng là Ledger bây giờ đã cho các bạn claim nhưng mà không hỗ trợ chính thức Ở trên cái ứng dụng Ledger Live tại vì họ có hai cái yếu tố bây giờ họ vẫn chưa rõ Thứ nhất đó là cái yếu tố liên quan tới replay attack có nghĩa là trong cái đợt chia chuỗi này đó thì có nhiều thông tin trùng lập với nhau giữa hai cái chuỗi và có khả năng là nếu như mà các bạn di chuyển giống như các bạn claim đồng uh, Ethereum Proof Work đi, các bạn claim xong rồi các bạn gửi số tiền đó lên trên sàn Binance để mà bán đi thì có thể là một ai đó thấy cái giao dịch đó các bạn rồi sẽ lập lại trên cái mạng lưới Ethereum Proof of Stake cho dù các bạn muốn hay không, nếu như các bạn gửi 10 đồng Ethereum Proof Work thì đột ngột các bạn có thể là 10 đồng kia di chuyển từ mạng lưới Proof Stake lên trên uh, sàn Binance đó chính là cái gọi là replay attack attack lặp lại nhưng mà khả năng này, này có đó, thì có nhưng mà tới thời điểm bây giờ đó thì vẫn chưa thấy ai trên mạng nói là gặp trường hợp này cả tại vì chúng ta có thấy là of work đó, thì cũng đã có khoảng chừng uh, gần một tuần rồi vẫn chưa thấy ai gặp trường hợp này đó là điều đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý đến Điều thứ nhì đó là mạng lưới uh, Proofwork bây giờ đó Không biết có đủ khả năng để mà chống chọi lại những cái như là tấn công 51% hay là không Vẫn chưa rõ Cho nên tối với thuận bây giờ đó các bạn có thể claim nhưng mà di chuyển sử dụng nên thì các bạn cũng cần phải nên uh, cẩn thận Thuận đó thì uh, vẫn uh, tiếp tục lưu trữ hiện bây giờ chưa có uh, ý định là di chuyển đi đâu hết cho đến khi nào mà Thuận cảm thấy là an toàn hơn Tại vì Thuận ưu tiên an toàn Nhưng mà Thuận cũng dành vài phút để mà nói về thông tin này với các bạn chúng ta trở lại để mà nói về tình hình chung của thị trường đi thì uh, như các bạn đã biết đó các bạn đã thấy được là đột ngột thì giá của crypto hôm nay không đi xuống cùng với lại những mảng đầu tư khác mà lại tiếp tục có sự hồi phục và trước khi thông bắt đầu video này đó giá đã đẩy ngược cho lên tới cái mức cao cách đây khoảng chừng là 20 phút là gần như là 20.000 đô và cả thị trường crypto đó thì các bạn thấy được là hôm nay tăng 3,6% chúng ta có BTC tăng như vừa chia sẻ với các bạn Ethereum cũng hồi phục lại một chút À, chúng ta có BNB thì à, tăng khoảng chừng 2% tương tự à, như là Cardano cũng gỡ đó Solana thì tăng 6.9% và phần lớn là màu xanh ngày hôm nay vốn hóa một lần nữa đã qua khỏi 1.000 tỷ đô la nhưng mà hôm nay đó thị trường chứng khoán là một màu đỏ và chúng ta có một số những cái thông tin uh, rất là nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn trước hết á, là chúng ta lần đầu tiên thấy được là cái chỉ số hoán đổi giữa đồng đô la đó và đồng bảng anh đã xuống tới cái mức đó là 1.03 có nghĩa là một đồng 3 sen đây là cái mức hoán đổi thấp nhất của đồng bảng Anh so với lại đồng đô la trong lịch sử luôn, có nghĩa là chưa bao giờ mà đồng bảng Anh mất giá tới như vậy thì tại sao vậy? Các bạn đã nhớ là hồi thứ sáu đó thường có chia sẻ với các bạn là cái thủ tướng mới của nước Anh đó chính là Liz Truss thì uh, Liz Truss có một cái mà nhiều người bây giờ gọi là Trussonomic. thì đây đó là một trong những cái chính sách kinh tế được đưa ra bởi thủ tướng mới của nước Anh và chính sách mới này đó là muốn giảm thuế trong cái thời điểm này có như là nước Anh sẽ giảm thuế cho cả những cái công ty cũng như là người dân thì tại sao lại giảm thuế bây giờ và tại sao dẫn đến thị trường lại đỏ như vậy và đồng bảng Anh mất giá nhiều như vậy thì Liz Truss đi theo một cái tư tưởng gọi là trickle down economic như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đây là một tư tưởng đã có từ rất là lâu rồi đây là một cái lý thuyết mà cũng gây nhiều cái sự tranh cãi và một trong những tổng thống nổi tiếng ở Hoa Kỳ đó thích cái lý thuyết này đó chính là Ronald Reagan thì trickle down economic đó hiểu đơn giản đó chính là một cái lý thuyết liên quan đến tài chính và kinh tế của một quốc gia và trickle down đó thường không có hiểu là ở Việt Nam dịch như thế nào nhưng mà thường có thể dịch đơn giản đó chính là kinh tế nhiễu giọt có nghĩa là nếu như mà những người mà làm được nhiều tiền đó họ có thể là giữ được nhiều tiền hơn có nghĩa là thuế thấp hơn thì họ sẽ có nhiều tiền hơn và có nhiều tiền hơn nên thì những công ty, những người đó họ sẽ mướn nhân viên và trả lương tốt hơn thì tiền nó sẽ đi từ người giàu một phần đó sẽ đi xuống để cho người dân có thể hưởng bằng cách là người dân có thể có thêm công an việc làm, những công ty mở rộng hơn tại vì thuế giảm xuống họ có nhiều tiền hơn và họ sẽ mướn nhân viên với cái lương cao hơn và nhân viên có lương cao hơn thì họ sẽ có thể chi tiêu nhiều hơn à, họ có thể đầu tư nhiều hơn và những công ty có thể sản xuất ra nhiều hàng hóa hơn nói chung đó là cái suy nghĩ của trickle down economic sẽ dẫn đến là nền kinh tế sẽ phát triển rất là tốt và bắt đầu là từ giảm thuế cho những công ty và những cái cách làm này đó thì nhiều người cũng có cái sự phản bác lại nói là không hẳn là gì đâu cái tư tưởng trickle down economic đó tư tưởng kinh tế nhiễu giọt đó thì thường chỉ làm cho người giàu càng giàu hơn mà thôi chứ còn không có ảnh hưởng nhiều đến cái người nghèo hay là người chung đâu Tại vì người giàu họ có được tiền họ tiếp tục giữ cho họ không có nghĩa là sẽ mở rộng công ty Không nghĩa là họ sẽ mướn thêm tiền Cho nên tiền đó thì cứ giữ bởi người giàu chứ không có đi xuống Và có cái lợi ích cho người chung và người nghèo Cho nên đây là một tư tưởng mà trong lý thuyết thì nghe là như vậy nhưng mà sự lợi không phải như vậy. Một ví dụ đơn giản là giả sử như các bạn làm lương là 100.000 đô một năm đi và một người nào đó đó làm lương gấp 10 lần các bạn, thậm chí là gấp 100 lần có nghĩa là người nào đó làm lương là 1 triệu một năm, thậm chí là làm lương 10 triệu một năm. Thì một người nào đó giàu hơn các bạn 10 lần 100 lần đâu có nghĩa là họ sẽ chi tiêu hay là mua sắm hơn các bạn. Còn số đó đâu giống như là các bạn có một chiếc xe thì đâu có nghĩa là họ sẽ mua 10 chiếc xe 100 chiếc xe hay đâu có nghĩa là chiếc xe của họ mua sẽ mắc hơn chiếc xe của bạn 100 lần đâu không gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra hết à, người có tiền tuy nhiên họ có thể là chi tiêu thêm so với lại người mà có ít tiền hơn nhưng mà tới một mức đầu đó họ cũng cảm thấy là chi tiêu như đó cũng đủ rồi không có lý do gì họ tiếp tục chi tiêu thêm nữa tại vì chi tiêu nữa cũng không có đem lại cái niềm vui hơn cho họ cho nên một mức đầu đó đó thì tiền cũng sẽ ngưng và không có tiếp tục được sử dụng và tiền lại không có thể nào mà đi xuống và giúp đỡ cho những người có ít tiền hơn cho nên tiền không có nhiễu giọt xuống mà lục lúc đó nó họ sẽ ngưng và cũng không có gì đảm bảo là người ta kiếm thêm tiền nên người ta sẽ trả lương công nhân cao hơn hay là người ta cũng sẽ mướn thêm công nhân điều đó đó thì không có hoàn toàn đúng đâu và đương nhiên mỗi lần mà giảm thuế như vậy đó thì sẽ dẫn đến um, là khoản thế đó từ đầu mà để mà lắp vào và cái lợi và cái hại không hẳn là tốt đâu đó là cái uh, suy nghĩ của bên kia khi mà họ nói là trickle down economic không hẳn là tốt cho một cái quốc gia đâu nhưng mà cho dù cái điều này tốt hay là xấu đó trong thời gian dài hạn thì chúng ta thấy vẫn là một điều tranh cãi hiện bây giờ và thủ tướng hiện tại của nước Anh đó chính là Liz Truss thì rất tin tưởng vào Trickle Down Economic nhưng mà một trong những điều mà xảy ra ngay hiện bây giờ đó chính là tại vì giảm thuế đi theo chính sách này đó thì có nghĩa là nước Anh có thể là phải vay mượn thêm à, dẫn đến là lạm phát nước anh có thể là tiếp tục tăng lên và hiện bây giờ đó lạm phát của nước Anh đã đến mức nào rồi đã đến cái mức đó là 9,9% dựa theo thông tin này à, hồi tháng 8 Và chúng ta thấy được là cái phần trăm lạm phát nước Anh đó thì đang xu hướng tăng hay là giảm thì à, chúng ta thấy được là cái xu hướng của lạm phát của Hoa Kỳ đó dựa theo inflation.com uh, uh, thì các bạn sẽ thấy được là tuy là đây là cái phần trăm lạm phát tính bởi công ty thứ ba chứ không phải tính từ chính phủ Hoa Kỳ là 8,7% nhưng mà cái chúng ta nhìn ở đây đây là cái xu hướng mà thôi thì chúng ta thấy rất rõ ràng là cái xu hướng lạm phát của Hoa Kỳ đã giảm từ tháng 3 tới bây giờ rồi vẫn còn mức cao nhưng mà thật sự xu hướng cũng đã giảm nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn vào tài liệu của nước Anh á, thì xu hướng vẫn tiếp tục trên con đường tăng thậm chí so với một tháng trước đó, thì dựa theo tài liệu này vẫn đang trên con đường tăng và điều này dẫn đến là các bạn thấy được là nhiều người khá là bearish à, về đồng bảng Anh dẫn đến đồng bảng Anh à, mất giá rất là nhiều không chỉ riêng là so với đồng đô la mà so với nhiều những đồng khác như là các bạn thấy là so sánh với lại à, đồng đô la thì các bạn thấy là đi xuống liên tục rồi đây là tài liệu mà chúng ta à, thấy đã một thời gian dài rồi thật ra đồng bảng Anh đã mất giá so với đồng đô la một thời gian dài chứ không phải là chỉ mới đây nhưng mà gần đây đây các bạn thấy được là cái sự mức giá đã tăng lên từ tháng 5 năm 2021 tới bây giờ và đang ở mức thấp nhất trước khi mà hộp phục là một phần bây giờ mức là một đồng là 6 sen và chúng ta nhìn thấy được đồng bảng Anh so với đồng Nhật Bản thì sao cũng như vậy các bạn thấy được là đồng bảng Anh so với Nhật Bản đó chúng ta nhìn vào từ đầu năm tới bây giờ đi thì các bạn thấy được là từ tháng 6 đó đồng bảng Anh đã mất giá so với đồng Nhật Bản cũng tương tự chúng ta nhìn thấy đồng bảng anh so với đồng euro thì sao? Các bạn có thể nhìn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ thôi year to date thì cũng tương tự các bạn thấy được là từ tháng 3 tới bây giờ đồng bảng anh vẫn mất giá so với euro. Mặc dù để đồng euro đó các bạn thấy được là cũng không ổn mất giá rất là nhiều so với lại đồng đô la đã dưới 1 đô so với đồng đô la nhưng mà so với bản anh thì đồng euro hiện bây giờ từ năm tới bây giờ vẫn mất giá so với đồng bản anh cho thấy là kinh tế của nước anh thì hiện bây giờ đang khá là mờ mịt không ai có thể chắc chắn được và dẫn đến điều gì dẫn đến là nhiều người không có lòng tin với lại cái sức mạnh của đồng bản anh hiện tại và đối đầu với sự kiện này đó thì ngày hôm nay ngân hàng trung ương nước anh thì lại lên tiếng nói là đối với cái việc là bản anh mất giá đó thì nhưng hàng chế nước Anh sẽ không có nương tài với cái việc là tăng lãi suất đầu đừng có lo thì tuy là cái đợt tăng mới đây của ngân hàng trung nước Anh tăng chỉ có thường nhớ 0.5% thay vì là 0.75 như là Hoa Kỳ thì họ tăng ít hơn tại vì họ sợ là nền kinh tế của nước Anh không có ổn như là Hoa Kỳ và ngay cái ngân hàng trung ương Anh nói là có khả năng là chúng ta đã đi vào suy thoái tài chính của nước Anh rồi nhưng mà bây giờ đó thì lại tiếp tục nói là Ngân hàng Trung Đức Anh sẽ tiếp tục tăng thêm lãi suất Và đương nhiên những điều thần vừa chia sẻ với các bạn đó Dẫn đến là chúng ta đã thấy được là Chỉ số DXY lại tăng trưởng vào hôm nay đó Hồi nãy thường xem là đã đến cái mức cao Đi thường zoom vào để các bạn thấy được là trong vòng một tháng qua đi Thì đến cái mức cao là 114 điểm Bây giờ vẫn có mức rất là cao là 113 điểm rồi Bởi vì bạn có thể biết Cái mức này đó là cái mức rất là cao cao trả trở về là năm 2002 Đồng đô la đang rất là mạnh Và các bạn đã thấy là đồng đô la mạnh thì chứng khoán Hoa Kỳ ra sao Lại là một màu đỏ Đó chính là tinh thần của tài chính ngày hôm nay Và vàng hôm nay đó cũng xuống luôn cùng với lại chứng khoán Hoa Kỳ Nhưng mà crypto thì lại tiếp tục vẫn giữ được cái mức này Nhất là chúng ta nói riêng về BTC Bây giờ ở mức là 10 9.700 đô vẫn tiếp tục hồi phục nhẹ sau khi mà giá đi xuống mạnh tuần vừa rồi khi mà Fed công bố về phần trăm lãi suất tăng trưởng và trong năm tới đây sẽ tăng như thế nào và trong tuần này đó chúng ta cũng có một số những cái thông tin mà các bạn nên lưu ý đến Phần lớn đó các bạn thấy được là Thuận có highlight mà một số những cái sự kiện trong tuần này Phần lớn các bạn thấy được là những cái lời phát biểu từ hội nghị hay là phỏng vấn đến từ những người quan chức của Fed Chính như chúng ta thấy được là ngày mai thì chúng ta có Chủ tịch Fed ở Chicago là Charles Evans sẽ được phỏng vấn Rồi chúng ta cũng có Chủ tịch John Powell cũng sẽ nói về đề tài liên quan đến tài chính điện tử rồi chúng ta cũng có chủ tịch ở Minneapolis chủ tịch ở San Francisco vân vân rồi ngày thứ tư cũng tương tự cũng có rất là nhiều những quan chức của Fed à, phát biểu ngày thứ năm cũng như vậy và ngày thứ sáu cũng như vậy thì nói chung trong tuần này đã ngày nào chúng ta cũng sẽ có những quan chức của Fed phát biểu và tôi cũng không nghĩ là họ sẽ nói cái gì khác à, so với những lời phát biểu của chủ tịch Fed từ nhiều rồi đâu họ cũng sẽ nói những điều tương tự mà thôi đó chính là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi nào mà phần trăm lạm phát thực sự được quản lý à, Thuân cũng đã chia sẻ rất nhiều về thông tin này rồi Cho nên Thuân không nghĩ là họ sẽ nói bất cứ một thông tin nào khiến cho thị trường bất ngờ đâu Nhưng mà cái thông tin mà quan trọng hơn đó là thứ sáu này tại Hoa Kỳ chúng ta sẽ có chỉ số PCE thì đây là chỉ số phần trăm lạm phát Ở Hoa Kỳ chúng ta có hai chỉ số Đó chính là chỉ số CPI Chúng ta đã nói tới cách đây Thôi nhớ là khoảng 2 tuần Bây giờ chúng ta sẽ có chỉ số PCE Thì nói chung mọi người thì cũng nghĩ là Chỉ số PCE thường À, sẽ đi cùng xu hướng với lại cpi thì à, cpi cũng đang giảm một ít thì pce cũng sẽ đi cùng xu hướng đó mà thôi nói chung thì bây giờ không có ai nghĩ là chỉ số pc sẽ có kỳ đặc biệt đâu và đây là cái chỉ số mà fed quan tâm tới nhiều hơn khi mình ra quyết định tăng lãi suất nhưng mà xu hướng thì tôi nghĩ là cũng sẽ đi cùng xu hướng với lại cpi sẽ giảm một ít khi chúng ta nói tới là lạm phát chung tính luôn năng lượng và lương thực nếu như mà không tính À, năng lượng nương thực đó thì có thể là tăng lại một chút giống như là CPI vậy mà thôi chứ không có gì khác biệt đâu. Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi hãy tải con 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay còn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới crypto đi thì hôm nay có gì đặc biệt trong crypto thì các bạn thấy được là à, thông tin á, từ nhiều nguồn cho thấy là cảnh sát hình sự quốc tế đã phát lệnh truy nã trên toàn thế giới đối với người sáng lập Terra là Do Kwon nhưng mà từ thi thông tin này cùng với thông báo đó của Binance thì các bạn nghĩ là giá của Luna Classic như thế nào nếu các bạn nghĩ là giá sẽ đâm mạnh sau khi có thông tin này thì các bạn đã tính sai rồi Các bạn thấy được là hôm nay đã có lúc đó là đồng Luna Classic này đã tăng tới 60% Lúc mình làm video này đó, đồng này vẫn tăng 48.7% Thì trước khi chúng ta nói về đồng Luna Classic này đó à, có một thông tin mới hơn là mặc dù là nhiều nguồn nói là Dogecoin đang bị truy nã bởi hình cảnh quốc tế nhưng mà Do à, Kwon uh, trên Twitter lại nói là Do uh, Kwon vẫn tiếp tục một ngày bình thường mà thôi, vẫn uh, đi bộ, vẫn đi mò, nhưng mà không nói là đi bộ, đi mò ở thành phố nào hay là ở quốc gia nào. Và Do Kwon nói là ai cũng nói là Do Kwon đang bị truy nã bởi hình thành quốc tế nhưng mà trong cái lệnh uh, truy nã Red Notice uh, thì không có. À, tên của Dokon trên đó Cho nên Dokon nói là Dokon đâu có trốn đâu Nhưng mà lại không nói là mình đang ở đâu Không nói là ở thành phố nào hay là quốc gia nào Chúng ta tiếp tục chờ đợi thông tin Xem coi tình hình kế tiếp ra sao mà thôi Điều mà thú vị đây đó các bạn đã nhớ là cái tay không lâu Dokon khi mà được phỏng vấn Sau khi mà cái sự kiện của Luna đã đô Khoan đó, giống như là không chấp nhận phỏng vấn một thời gian dài rồi sau đó có một cuộc phỏng vấn tôi nhớ cái tay khoảng chừng một tháng đó thì lúc đó có một câu hỏi đó chính là À, tại sao Kwon không trở về Hàn Quốc thì Dogecoin nói là tới thời điểm đó đó Dogecoin vẫn đang ở Singapore thì không có lý do gì về Hàn Quốc tại vì uh, Dogecoin đâu có bị kêu về Hàn Quốc đâu nhưng mà bây giờ uh, Hàn Quốc hầu như muốn Dogecoin trở về nhưng mà Dogecoin lại không về nhưng mà lại nói là mình không có bị truy nã và không có trốn nhưng mà lại không nói là mình đang ở đâu <laughs> các bạn thấy có nhiều cái uh, điều bí ẩn ở đây thôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn khi có được thông tin thì nói tới đồng Luna Classic đi thì tại sao này lại tăng mạnh như vậy tôi nghĩ nhiều bạn cũng đã đọc cái thông tin đó là liên quan đến cái thông báo đến từ sàn Binance thì trở về một chút đi các bạn đã biết là đồng Luna Classic đã đưa ra một cái quyết định là sẽ đốt đi một phần của cái đồng Luna Classic khi mà di chuyển À, trên mạng lưới. Đó chính là sẽ đốt đi 1,2% mỗi lần mà di chuyển trên mạng lưới. Và chúng ta thấy được là có sàn nói là sẽ hỗ trợ uh, cái uh sự kiện đốt đồng này để mà làm giảm đi số lượng của đồng Luna Classic tại vì đang có rất là nhiều, có tới là 6, thường nhớ 6,9 nghìn tỷ đồng Luna Classic lần cho nên mỗi lần mà giao dịch thì một phần nhỏ sẽ bị đốt đi. Giống như các bạn nghĩ tới là EIP 159 của Ethereum gì đó. À, nhưng mà cái điều mà đáng nói đây đó là đây là quyết định của bỏ phiếu của cộng đồng. Nhưng mà những cái giao dịch ở trên những sàn thì sao thì có sàn nói là họ sẽ hỗ trợ giống như là sàn thường nhớ em EXC hay là sàn uh, KuCoin nhưng mà có sàn thì uh, vẫn không có lên tiếng đó chính là sàn Binance tại vì giao dịch trên mạng đó thì sẽ có một phần nhỏ bị đốt đi nhưng mà các bạn di chuyển uh, đồng Luna Classic trên những cái sàn giống như là các bạn di chuyển uh, giữa uh, ví này và cái ví kia trên sàn Binance thì sao thì sàn Binance đó, cuối cùng uh, cũng đã lên tiếng là họ cũng sẽ hỗ trợ cái suy nghĩ là đốt đồng Luna Classic nhưng mà sẽ không có đi theo cái À, quy trình như là on chain họ sẽ đi theo một cái cách khác. À, lý do thì tại vì họ nói là làm theo cái cách đó đó thì nó à, khó khăn hơn nhưng mà làm theo cái cách của sàn Binance thì nó sẽ tiện lợi hơn đối với sàn Binance và có thể áp dụng được nhanh chóng. À, đó chính là họ đưa ra quyết định đó là mỗi lần mà có đồng Luna Classic di chuyển đó thì họ sẽ đốt đi một phần của cái phí giao dịch futures và spot và cái phần đó là bao nhiêu đó thì họ sẽ quy ra thành uh, con số usdt và công bố hàng tuần với lại mọi người thì nói chung sàn binance uh, thì cũng uh, tham gia vào đốt đồng Luna classic và cái phần đốt này đó là họ nói là sẽ không phải đốt từ cái À, tiền của những cái người mà giao dịch mà đây là cái phí thu từ sàn Binance và họ sẽ đốt đi một cái phần đó. À, coi như là tham gia vào cái sự kiện đốt đồng Lunar Classic này và chỉ bao nhiêu đó thôi đã dẫn đến là khá là nhiều người thích thú và dẫn đến các bạn thấy được là đồng mà Luna Classic cũng tăng rất là nhiều ngày hôm nay cho tới bây giờ đó so với 24 giờ trước vẫn tăng là 50% thôi thì à, các bạn có đã biết là không có tham gia vào những cái sự kiện à, như thế này và những mà nào mà tham gia vào mua bán lưu nà đó thì nếu như các bạn có thể à, kiếm lợi nhuận thì coi như là tốt cho các bạn nhưng mà các bạn cũng à, nên cẩn thận tại vì những cái sự kiện này đó thực ra đứng sau lưng không biết là có ai cố tình à, để mà đẩy giá lên hay là không và giá sẽ như thế nào tại vì trên căn bản đó các bạn cần nên hiểu là cái phần đốt đi này đó Tuy là cũng là một bước tiến tới để giảm đi cái số lượng tổng đồng của Luna Classic là lên tới 6,9 nghìn tỷ, quá nhiều so với lại trước khi mà có cái sự kiện UST sụp đổ đó. Các bạn đã nhớ là lúc đó đó dựa theo Planet Crypto đó thì tổng số lượng Luna lúc đó là khoảng chừng là 340 cho đến 350 triệu token mà thôi rồi sau đó rất nhiều đã được sinh ra các bạn thì rất là nhanh chóng lên tới là à, uh, một tỷ rồi một nghìn tỷ rồi lên tới là 6,9 nghìn tỷ như là bây giờ và dựa theo cái uh, tài liệu đến từ Stepin á đây là tài liệu uh, coi như là có bao nhiêu Luna Classic đã bị đốt đi và đương nhiên đây là con số không tính những gì mà Binance sẽ đốt đi nhưng mà chỉ tính con số tới ngày hôm hôm qua thôi đó là 467 triệu Luna Classic đã bị đốt đi à, thông qua chế độ đốt đồng này khi mà giao dịch on-chain và đương nhiên bây giờ có Binance thì con số này sẽ tăng hơn nhưng mà tăng bao nhiêu thì một tuần sau chúng ta mới có thể biết được nhưng mà chúng ta chỉ lấy con số ngày hôm qua thôi là 467 triệu và các bạn thấy con số này đã còn nhiều hơn là tổng số đồng Luna trước khi mà có sự cố nữa trước đó đó trước khi có sự cố các bạn thấy được là chỉ có 340 tới 350 triệu token mà thôi bây giờ đó cái phần đốt đi đã, đã hơn con số đó rồi và thằng cũng tò mò là nếu như mà cái số lượng là 467 triệu token bị đốt đi vừa thật liệu ngày hôm qua đi cho là đây là cái số lượng đốt hàng ngày không có tính cái số lượng mà Binance sẽ đốt thì một năm sẽ đốt bao nhiêu phần trăm của cái số lượng 6,9 nghìn tỷ token Luna Classic thì thuận là một bài toán đơn giản đi cho là ngày hôm qua đốt là 467 triệu 467117204 467117204 467 triệu chúng ta chia cho tổng số lượng đồng dựa theo uh, stake bin uh, chính là 6,9 nghìn tỷ thì chúng ta copy con số này Tôi sẽ paste vào Tôi sẽ paste vào bên trên này Để thường bấm enter thì các bạn thấy được là con số đó là 0.000067 Nhưng mà chúng ta sẽ nhân cho 100 Tại vì chúng ta lấy cái phần trăm mà Mỗi một ngày là bơn được bao nhiêu phần trăm Thì uh, sau đó chúng ta nhân cho 365 Thì dựa theo bài toán này đó Thì mỗi một năm chúng ta sẽ có khoảng chừng là 2.47% uh, Sẽ đốt đi dựa theo uh, tài liệu on-chain của ngày hôm qua một năm chúng ta sẽ có cái con số này 247 thì cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian nên tôi không biết là Binance sẽ đốt bao nhiêu Luna Classic mỗi một ngày nhưng mà tính theo phần này thì cũng tốn rất là nhiều thời gian nếu chúng ta muốn đầm Luna trở lại như khi xưa. Thường chỉ muốn cho các bạn thấy một bài toán để hiểu được là cái sự ảnh hưởng của đốt đồng so với tổng nguồn cung như thế nào của Luna Classic mà thôi tại vì con số của Luna Classic bây giờ đó là 6,9 nghìn tỷ mà chúng ta muốn trở lại còn vài trăm triệu thì các bạn thấy được là 10 năm thì chỉ đốt được 24% mà thôi 20 năm thì đốt được 48% cộng với lại cái số lượng mà Binance sẽ hỗ trợ đốt nữa thì không biết là bao nhiêu nhưng mà tôi nghĩ là vẫn sẽ tốn rất là nhiều năm và điều quan trọng hơn đó là nếu như chúng ta muốn thấy Luna Classic À, nhanh chóng có hiệu quả về đốt đó thì chúng ta cần cốt lõi nhất là phải có người sử dụng và tôi thì không biết có bao nhiêu ứng dụng bây giờ đang gây dựng và sử dụng trên luna classic và cũng không biết là cái à, phần trăm trading ở trên luna classic đó, trên binance thì có duy trì được cái số lượng cao hay là không đó là những gì mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới luna classic nhưng mà nào mà tham gia thì cũng nên hiểu tình hình như thế nào và các bạn cũng nên cẩn thận và trước khi mà kết thúc cái video ngày hôm nay đó hôm nay thứ hai thì cũng muốn chia sẻ với các bạn à, cái thông tin hàng tuần liên quan đến những quy đầu tư đó họ nạp rút tiền như thế nào thì à, nhìn vào cái à, tài liệu này đó các bạn thấy được là tuần vừa rồi chúng ta đã có thêm 8,3 triệu đi vào à, thị trường crypto và điều đặc biệt hơn đó con số này thực sự không nhiều so với những con số trước đó nhưng mà điều đặc biệt ở đây đó là chúng ta thấy được là chúng ta có 5,1 triệu rời khỏi short BTC và tiền từ nguyên đầu tư để đi trở về Ethereum rồi tới BTC và một số những đồng khác và đặc biệt hơn đó bên dưới này các bạn thấy được là tiền đến từ quốc gia nào thì có 6,8 triệu rời khỏi từ Hoa Kỳ nhưng mà đặc biệt đó, là chúng ta thấy đạt châu Âu thì lại có cái sự tăng lên giống như là nước Đức thì có 6,4 triệu đi vào thị trường này ở Sweden thì chúng ta có 3,2 triệu và Switzerland thì có 5,5 triệu À, đó là những quốc gia ở châu âu và đồng euro hiện bây giờ không ổn thuận thì vẫn có lòng tin là tuy là trong một sự kiện này chúng ta đã thấy là tất cả những loại tài sản lớn như là chúng ta nói tới là cổ phiếu chúng ta nói tới vàng và đương nhiên crypto thì đều đi xuống trong một sự kiện là fed tăng lãi suất và ngân hàng trung ương tăng lãi suất khắp nơi nhưng mà thuận vẫn có cái hy vọng là chúng ta sẽ thấy được một trong những cái mảng sẽ nổi trội trong những năm tới đây đó chính là crypto nhất là đối đầu với cái sự bất ổn của tiền pháp định khắp nơi và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và các bạn có một đầu tuần đầy năng lượng. Như bên nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn binance, sàn bybit, sàn ftx

I ain't playing